Xin chào cả nhà. Đây là một cái đầu video mà nếu chúng ta thoạt nhìn á, thầy thấy nó rất là bình thường như những cái đầu video khác. Tuy nhiên nó là một cái model rất là quan trọng trong lịch sử phát triển của các đầu video trên thế giới. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu nó với các bạn, đó chính là đầu Victor HRS 7000. Đây chính là đầu video SVHS đầu tiên trên thế giới. Thì lúc trước á, tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu VHS đầu tiên trên thế giới, đó chính là đầu Victor HR3300. Nó được ra mắt đầu tiên trên thế giới vào năm 1976. Thì VHS đã dần dần thông dụng trên thị trường thế giới. Và đến năm 1987 thì Victor GVC lại đưa ra một thêm một cái hệ nữa, đó chính là SVHS. Thì so với VHS thông thường á, thì SVHS nó có độ phân giải cao hơn. Về màu sắc thì không đổi, tuy nhiên về cái tín hiệu chói y á thì nó được nâng cái giải tần lên tới 5 m, nó sẽ tăng cái độ phân giải và khiến cho hình ảnh trở nên sắc nét hơn. Thì đây chính là cái đầu SVHS đầu tiên trên thế giới. Nó là cái model đầu ha. Thì sau đó một năm, đó chính là vào năm 1988 á, thì Victor GVC lại đưa ra thêm một cái model khủng hơn, đó chính là S8000. Thì S8000 nó có thêm sự can thiệp của kỹ thuật số. Chúng ta thấy là đầu này thiết kế một cái mặt màu đen nhìn rất là sang trọng, nó được phủ sơn đàn piano rất đẹp. Ở những cái model đầu á thì cái logo SVHS được thể hiện rất là rõ. Cái bảng điều khiển của nó có rất là nhiều nút, các nút vận hành băng cơ bản như là nút play nè, nút stop, nút tạm dừng, hay nút tua băng, nút ghi băng, nút chọn chế độ là phát chậm, nút chọn tốc độ là SP hoặc là LP. Cái biến trở dùng để chỉnh tracking, chẳng hạn như là chỉnh tracking ở chế độ thông thường nè, ở chế độ chậm. Rồi nó cho phép chúng ta chỉnh là ảnh mờ hoặc là ảnh sắc nét. Rồi ngoài ra nó còn có một cái volume dùng để chỉnh âm lượng của headphone. Các nút dùng để chọn chế độ âm thanh nè, hi-fi hoặc là normal. Có rất nhiều nút. Đây có hai cái biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Ở đây có rất nhiều nút phục vụ chức năng là chỉnh timer. Và đây chính là cái nút dùng để chọn loại băng băng S hoặc là băng thường. Ở phía trước đây nó còn có những cái jack AV. Và nằm sau cái tấm này đó chính là cái jack S video và âm headphone. Chúng ta có thể cắm headphone và nghe âm thanh ở đây. Thoạt nhìn bên ngoài thấy cái máy này khá là bình thường, tuy nhiên nếu mà xem kỹ thì chúng ta thấy nó rất là sang trọng. Một máy rất vintage. Đây chỉ là bên trong của máy. Nội thất rất hoành tráng. Đây có một cái tấm mạch to dùng để xử lý video. Đây chính là cái dàn cơ. Đây là bộ nguồn với một cái tấm tản nhiệt rất lớn. Và đây có những cái mạch dùng để xử lý audio và timer nữa. Rất nhiều. Đây chính là cái mạch video nè. Rất nhiều linh kiện analog, rất nhiều IC. Thì trên bo này nó sẽ xử lý tín hiệu chói và màu. Đây chính là dàn cơ của máy. Cái dàn cơ này chúng ta thường thấy ở những cái máy JVC đời cũ, chẳng hạn như là JVC HR D337MS rất thông dụng ở Việt Nam. Thì dàn cơ này là dàn cơ loại cổ, nó được mạ kẽm. Đây chính là cái room của nó nè. Trên room mình sẽ có tổng cộng là 6 mép từ, bao gồm là một cặp SP, một cặp LP và một cặp hi-fi. Đây chính là cái motor của học băng. Đây chính là cái đầu AC nè. Đây là pin roller. Đây là cáp tăng. Đây chính là hai cái rìu cuốn băng nè. Ở đây nó có cái bánh đá dùng để dẫn động qua hai cái rìu. Đây chính là bộ nguồn dùng tăng phô. Thì đến cái máy S8000 thì nó sẽ đổi cái tăng phô này thành dạng nguồn xung. Đây chính là cái tấm tản nhiệt cho bộ nguồn nè. Đây có rất nhiều mạch. Chẳng hạn như đây chính là cái mạch xử lý audio nè, hi-fi nè. Rồi đây chính là mạch servo nè. Ngoài ra nó còn có rất nhiều mạch khác, chẳng hạn như là mạch điều khiển hệ thống và timer nè. Rất nhiều mạch. Chúng ta thấy là trong máy này không hề có một khe hở.
vì các mạch này đã được thiết kế rất là dày đặc. Đây chính là phía dưới của dàn cơ, đây chính là cái rum nè, đây chính là motor capstan, đây chính là motor reel, thì tất cả đều dùng một cái motor dẫn động trực tiếp hết. Đây chính là cái motor locking nè, và đây chính là cái block locking. Thì cái dàn cơ này thì về cơ bản thì nó khá giống với dàn cơ của máy GVC D337, tuy nhiên nó khác ở cái lock này. Đây chính là cái block của nó, và đây chính là block của máy D337. Chúng ta thấy là D337 nó chỉ có một cái cam mà thôi, còn cái máy này nó có thêm một cái cam thứ hai nữa dùng để điều khiển cái càng háp locking. Nó sẽ đẩy cái càng háp locking lên, dùng máy đọc cái xung CTL ở trong cái chế độ là tua băng. Đây chính là hai cái bánh răng của cái càng, hai càng nè, nó sẽ ăn khớp thế này. Đây nó sẽ ăn khớp ở vị trí này nè. Đây là một trong những cái loại dàn cơ được đánh giá là chạy rất ổn định. Cái thế hệ S, VXS đó thì nó đã quá thông dụng đối với chúng ta rồi. Chúng ta thường gặp ở những cái máy là Bana hoặc là Saab đời mới. Tuy nhiên ít ai lại biết được là khởi xướng lần đầu tiên là giờ của GVC Victor. Thì về chất lượng thì chắc chắn là S, VXS hơn hẳn cái băng thông thường rồi. Thì nó sẽ có hai yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng. Thứ nhất chính là băng và thứ hai chính là đầu. Thì băng thì nó sẽ sử dụng cái loại băng chất lượng cao ha. Đây chính là băng S, VXS nè. Chúng ta hay nó có cái chữ ghi nè, S, VXS. Và băng này cũng vậy nè. Thì cái nguyên tắc của nó là nó sẽ xử lý cái tín hiệu làm sao cho cái tín hiệu Y nó được tăng lên cái tần số là 5 m. Thì để đảm bảo là cái độ phân giải được cao hơn và hình ảnh sắc nét. Thì để làm được điều đó đó thì cái mạch xử lý tín hiệu nó phải khác. Nó xử lý nó phải phức tạp hơn nhiều, cũng như là cái chất lượng băng nó phải tốt hơn để nó lưu trữ được cái băng thông cao. Cái việc này nó cũng giống như là chúng ta sử dụng băng cassette, băng Norman và băng chrome cũng vậy. Băng chrome thì chất lượng cao hơn và tín hiệu ghi nó sẽ khác hơn. Đây chính là băng S và S ha. Đây chính là băng thường nè. Thì để phân biệt hai loại băng này chúng ta sẽ nhìn vào cái lỗ ha. Đây nè. Cái băng S thì nó có thêm một cái lỗ. Và cái băng thường nó không có. Khi cho băng vào á, thì cái dàn cơ nó sẽ có một cái công tắc, nó sẽ đọc cái lỗ này và nó sẽ biết được cái băng hiện tại là băng S hoặc là băng thường. Bằng mắt thường chúng ta cũng có thể phân biệt được. Cái băng S thì nó sẽ có giá thành cao hơn do cái chất lượng băng nó tốt hơn. Thì cái máy này ban đầu nó bị mất hi-fi. Thì sau một thời gian tìm hiểu nguyên nhân thì tôi đã xác định được nó bị đứt những cái vòng dây trong cái biến áp xoay. Và tôi đã cạy bỏ những cái vòng dây cũ và quấn lại bằng những dây mới. Thì cái việc quấn này cực kỳ khó khăn, nó đòi hỏi cái độ tỉ mỉ và như là tốn rất nhiều thời gian. Thì cuối cùng máy nó lên hi-fi. Tuy nhiên những cái máy đời cũ như thế này thì nó có một cái nhược điểm là cái tracking nó rất hẹp. Nếu mà máy đang có hi-fi mà chúng ta chỉ cần chỉnh tracking lệch một tí mà thôi thì nó sẽ mất ngay hi-fi. Bây giờ chúng ta sẽ test máy xem cái chất lượng nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ bật nguồn lên. Bây giờ tôi sẽ cho một con băng vào. Và băng tôi cho đây chính là băng S. Khi băng vừa sập xuống thì máy đã báo được là đã nhận được băng S, VKS. Bây giờ bấm nút play. Bây giờ tôi sẽ gạt cái công tắc này qua vị trí là hi-fi tracking nè. Nó sẽ hiển thị mức tracking nè. Bây giờ tôi sẽ điều khiển, tôi sẽ điều chỉnh làm sao cho cái mức lên được cao nhất. Đây nè, mức này nè. Đấy, mức cao nhất nè. Khi mà máy đã lên hi-fi rồi, tôi sẽ gạt qua vị trí này. Lúc mình nó sẽ hiển thị là cái mức âm lượng.
chúng ta thấy là hình ảnh rất là đẹp, rất sắc nét. Chất lượng hình ảnh của S rất tốt. ここは3世紀から7世紀のバロバ時代のですね落ちがあった遺跡の跡だそうです。現れた町アグリジェントはアーモンドが先に見られている。 Chất lượng rất tốt mà. Rất là ít sọc. Bây giờ là tua ngược có hình nè. Tua ngược hình ảnh vẫn rất tốt. Nouchi 25 hon ga hobo kanzen na sugata de nokotte orimasu. Chiri ya saidai no mono desu. ギリシャ神殿としてはアテネのパルテノンに次いで完全な姿を残しています。 Bây giờ tôi sẽ lấy bằng ra. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng thường vào để xem cái chất lượng của nó như thế nào ha. Hình ảnh và âm thanh rất tốt. Chúng ta có thể là chọn cái mod âm thanh cái bằng cái nút này nha. Chẳng hạn đây là stereo nè. Chúng ta chọn kênh trái nè. Kênh trái thì không có lời nha. Đây là kênh phải nè. Đây chính là Norman nè. Âm thanh Norman thì không hay nha. Và đây chính là stereo nè. Đoạn này nó có thêm chức năng memory. Nếu mà chúng ta tua băng về vị trí counter về số 0 á thì nó sẽ tự động stop. Bây giờ chúng ta sẽ thử ha. Bây giờ tôi tua băng nè. Thì lần này tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu SVXS Victor HRS7000 nè. Là đầu SVXS đầu tiên trên thế giới, sản xuất vào năm 1987. Thì lần sau tôi sẽ demo cho các bạn thêm nhiều đầu video khác hấp dẫn hơn. Xin mời các bạn đón xem.